Hải quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm vũ khí laser trên một mục tiêu nổi ngoài khơi Yemen hôm thứ Tư, trong một bước quan trọng để tăng cường an ninh chống lại các mục tiêu nhỏ hơn như tàu bay không người lái đầy bom và tàu tấn công nhanh. Cuộc thử nghiệm hôm thứ Ba chứng kiến tàu USS Portland bắn thử trình diễn hệ thống vũ khí laser của mình vào mục tiêu ở vịnh Aden, vùng nước ngăn cách Đông Phi với bán đảo Ả Rập. Hải quân tuyên bố, trong một tuyên bố, hạm đội 5 có trụ sở tại Mitis của Hải quân đã mô tả tia laser là đã tấn công thành công mục tiêu trong một tuyên bố. Trước đó, Portland đã sử dụng tia laser này để hạ gục một máy bay không người lái vào tháng 5 năm 2020. Vịnh Aden nằm dọc theo bờ biển phía nam của Yemen bị chiến tranh tàn phá, nơi đã xảy ra chiến tranh kể từ khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn chiếm thủ đô Sana'a của họ vào năm 2014. Một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tham gia vào cuộc xung đột vào tháng 3 năm 2015, nhưng xung đột bế tắc đã kéo dài trong nhiều năm, trở thành thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới và giết chết khoảng 110.000 người. Chiến tranh cũng đã ảnh hưởng đến các tuyến đường thủy xung quanh như Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb, nối biển với vịnh Aden ở Ấn Độ Dương. Các tuyến đường thủy này dẫn đến kênh đào Suez và ra biển Địa Trung Hải, khiến chúng trở nên quan trọng đối với vận chuyển quốc tế và cung cấp năng lượng toàn cầu. Người Houthis đã triển khai các tàu bay không người lái vào vùng biển này, có thể được điều khiển từ xa và gửi đến mục tiêu trước khi phát nổ. Những chiếc thuyền này bị nghi ngờ được đóng với sự giúp đỡ của Iran. Các quan chức của Tiểu Vương quốc vào năm 2018 đã trình chiếu đoạn phim mà họ mô tả là đến từ một chiếc máy bay không người lái mà người Iran đang chế tạo các bộ phận cho hệ thống hướng dẫn của con thuyền, với một chiếc mũ có thể nhìn thấy trên nền một bức ảnh mang biểu tượng lực lượng vệ binh cách mạng bán quân sự cứng rắn của Iran. Iran đã phủ nhận việc trang bị vũ khí cho Houthis, mặc dù các chuyên gia của Liên Hợp Quốc, các nhà phân tích độc lập và các quốc gia phương Tây chỉ ra bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa Tehran với vũ khí này. Iran cũng bị cáo buộc triển khai các tàu tương tự ở Vịnh Ba Tư, nơi một số tàu chở dầu đã bị tấn công trong những năm gần đây. Nước này cũng sử dụng các tàu thủ công tấn công nhanh nhỏ, có hiệu quả chống lại các tàu lớn hơn khi được triển khai với số lượng lớn hơn. Portland, một bến tàu đổ bộ lớp San Antonio, có cảng nhà ở San Diego. Con tàu được triển khai như một phần của nhóm sẵn sàng đổ bộ Essex hiện đang ở Mitis. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.